Chào tất cả các bạn nha, đến với kênh của em Ngọc Vlog. Hôm nay em Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn sửa đèn đây này các bạn đó. Bây giờ Ngọc sẽ chia sẻ cho các bạn, đèn này là ở nông thôn nha các bạn, thành thị cũng đều xài được đó. Em Ngọc sẽ chia sẻ là cái đèn này nó không cháy các bạn đó, bình thường nè, Ngọc bật lên là nó không cháy nha các bạn đó. Mà khi em Ngọc gắn cái cục sạc của nó trực tiếp vào điện á nè, Ngọc sẽ gắn nè thử cho các bạn xem nha. Đó, là bật lên nè, đó các bạn thấy không, cháy sáng chưng luôn. Đó, khi mà mình rút ra là nè, các bạn thấy nè, không cháy nha. Bây giờ em Ngọc sẽ kiểm tra nha, em Ngọc sẽ mở ốc ra nha các bạn. Các bạn ơi, tháo ra bây giờ cái đèn này nè các bạn, nó đứt dây rồi nè các bạn. Bây giờ em Ngọc sẽ chấm vô nha. Các bạn ơi, bây giờ em Ngọc thấy đứt dây, nhưng mà em Ngọc gắn vô thì cục pin này nó không cầm hơi các bạn. Bây giờ em Ngọc sẽ thay nó nha. Thôi rồi các bạn, cho nên em Ngọc phải thay thế cục pin mới nha các bạn. Đây là cục pin đèn là 4V2 nha các bạn. Đó, bây giờ em Ngọc sẽ chấm hàng vô. Đây là đỏ là cộng nè các bạn, đây là mối đen là trừ nha. Đó, em Ngọc sẽ hàng vô. Mình sẽ hàng vô nha. Đó, nhà các bạn mà không có mối hàng thì các bạn nên cắt khúc gì nè các bạn đó, cắt khúc ra rồi mình quấn lại và mình cột băng keo nha. Này là em Ngọc có mối hàng đó, mối đỏ là mối cộng nha các bạn. Rồi mình coi trên cục pin á, cái nó có cộng trừ, nó có để nè các bạn nè, cộng này và trừ nha. Ngọc chia sẻ cho các bạn là cái mối đen là cộng nha. Cái lộn, mối đen là trừ nha. Nói mà cũng nói là lộn nữa. Mà các bạn ơi, em Ngọc nói chia sẻ thật sự, nhưng mà cái vụ mà cột dây điện á các bạn, như quạt gió thì các bạn thay thế cột dây điện được, nhưng em Ngọc nhìn kỹ lại cột pin thì nó chùi lủi. Oh my god. Nhờ em Ngọc nên khuyên các bạn thì hãy sắm cho cái nhà mình một cái mối hàng và chì hàng để mình có sử dụng nặng, có tiện lợi nha các bạn. Đó, bây giờ em Ngọc hàng vô nó dính rồi nè các bạn. Bây giờ em Ngọc thử cho các bạn xem nha. Wow, cháy rồi nè các bạn. Đó, Ngọc sửa đèn giỏi chưa. Ngọc đã xong rồi nè, em Ngọc sẽ ráp vô nha các bạn. Đây, ráp vô. Ngọc nhí nhí không nè các bạn. Xong rồi đó, các bạn mà thích kênh của em Ngọc Vlog thì các bạn hãy like, chia sẻ, comment và đăng ký cho em Ngọc.
để em Ngọc có những cái video chia sẻ hay hơn gửi đến tất cả các bạn nha. Bye bye các bạn.